Chúng ta đến với thành xử lý khác ở đường môn. Âm một tiếng trầm đục vang lên, bởi bối sắc mặt âm trầm đột nhiên đứng lên. Hai bên bàn dài, phân biệt là Từ Tam Thạch Hóa Thế Đầu Diệp Quân Y Kinh Tử Yên và Quý Thiệt Trần cùng với Tiêu Tiêu Giang Nam Nam Na Na Mặc Hiên, ngoại trừ Hiên Tử Vân và Cao Đại Lâu ra, cơ hồ tất cả cao tầng của đường môn đều ở đây. Ba ngày các ngươi trở về đã ba ngày, tiểu sư đệ vẫn không có tin tức. Về mặt thời gian mà nói, các ngươi đi đường biển, hắn đi đường bộ, bằng vào hồn đạo khí phi hành, hắn là so với các ngươi càng về sớm hơn mới đúng. Thế nhưng bây giờ đã qua nhiều ngày như vậy, hắn ở đâu? Các ngươi ai có thể nói cho ta biết hắn đang ở đâu? Âm thanh của bồi bối vang dội khắp phòng, trên khuôn mặt tràn nhỏ nhã kia cũng là vẻ phẫn nộ hiếm thấy. Đúng vậy, mấy người từ tâm thạch đã thành công mang theo các con tin trở về. Mấy ngày trước bọn hắn cũng đã về đến đường môn, thế nhưng mà tâm tình vui vẻ vốn phải vui vẻ khi mà hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh liền trở nên âm trầm. Vũ Hảo vẫn chưa về, cũng không có một chút tin tức nào trên về. Lúc đó sau khi bồi bối hỏi thăm qua tình huống, an ủi bọn hắn một phen, lập tức thì sắc mặt âm trầm đi qua học viện xử lý khác. Ba ngày thời gian trôi qua, bất luận là đường môn bên này hay là học viện xử lý khác bên đó đều không nhận được bất luận tin tức gì của Vũ Hảo trên về. Đối với đường môn mà nói, cho dù tất cả con thiên cộng lại cũng không trọng yếu bằng một mình Vũ Hảo, thậm chí đối với học viện xử lý khác mà nói cũng đồng dạng như thế. Càng thêm bất lợi chính là vì con tin được cứu vớt, đế quốc Nhật Nguyệt đối với Tam Quốc Đấu La Đại Lục, học viện xử lý khác bên này càng tăng cường giám sát cực lớn, hơn nữa liên tục tăng số trọng binh tiến về biên cảnh. Đế quốc Tinh La, đế quốc Thiên Hồn cũng là như thế. Con tin đã trở lại, đế quốc Nhật Nguyệt lúc này nguyên khí chưa khôi phục, đây chính là thời cơ tốt khiến bọn hắn trọng thương. Hai đại đế quốc đều không phải là đồ đần, không lợi dụng thời điểm này để suy yếu địch nhân thì còn chờ cái gì nữa. Đế quốc Đấu Linh mặc dù đứng hàng hậu phương, thế nhưng cũng hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh. Một khi đại quân bao gồm 7 tên phong hào đấu la xuất phát, nhanh chóng đi về hướng bên cạnh, đại chiến rất có thể bộc phát trong khoảng thời gian ngắn. Dưới loại tình huống này, bất luận là học viện xử lý khác hay là đường môn muốn phái người tiến vào đế quốc Nhật Nguyệt tìm kiếm Vũ Hào đều thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tạm thời lựa chọn chờ đợi. Vừa chờ là ba ngày trôi qua, một điểm tin tức của Vũ Hào đều không có. Từ lúc Từ Tâm Thạch bọn hắn và Vũ Hào tách đi đến nay đã qua dòng giá 8 ngày thời gian, lửa giận mà bồi bối mật mực kiềm kê ở trong lòng rốt cuộc là không thể khống chế được mà bạo phát ra. Mặc dù bồi bối không nói rõ, thế nhưng tất cả mọi người hiểu được Vũ Hạo vì giúp Nam Thu Thu cứu mẹ của mình nên mới quay về Nhật Tăng Thành, hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt, thế nhưng lại tràn đầy tình cảm. Cho lẽ có thể trách Vũ Hạo sao? Đương nhiên không thể, đổi lại bất luận kẻ nào trong bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Từ Tam Thành cười khổ một tiếng sẽ nói, lúc ấy nếu như là ta lưu lại thì tốt rồi. Hoa Thế Đầu lên tiếng, ngươi lưu lại sao được, kế hoạch bên ngoài cần có viễn trình truyền tống, ai có thể làm được ngoài ngươi. Vũ Hạo quyết định kỳ thật là không sai, hắn năm hiểu ẩn dân ở bản thân, thế nhưng lưu lại nhất định không dễ xảy ra vấn đề, chúng ta phải tin tưởng hắn, tiêu sư đại tuyệt đối sẽ không xảy ra nguy hiểm. Đại sư huynh người cũng chứa gấp, có gấp cũng vô dụng, chúng ta bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Biên cảnh bị phong tỏa nghiêm mật, tiêu sư đại về trễ một chút cũng là bình thường. Sắc mặt của bồi bối hơi hòa hoãn đi mấy phần, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của bản thân. Thật có lỗi, mấy ngày nay tâm tình của ta có một chút không tốt, kỳ thân sự tình lần này hẳn lên trách ta, ta hẳn phải đi theo mới đúng. Tiêu sư đệ gần đây trải qua chắc trở, Đông Nhi lại ngủ say không tỉnh, ta thật sự sợ rằng hắn xảy ra chuyện. Nếu hắn xảy ra chuyện sau khi Đông Nhi tỉnh lại, làm sao chúng ta có thể bàn giao? Học viện bên đó so với ta còn gấp hơn, huyền lão cơ hồ mỗi ngày đều phái người đến hỏi thăm Vũ Hạo có trở về chưa. Mặc dù niên kỷ của Vũ Hạo so với chúng ta đều nhỏ hơn, nhưng hắn làm việc luôn luôn trầm ổn, tự nhiên hiểu được lo lắng của chúng ta. Nếu như hắn không có việc gì, khẳng định sẽ gấp rút trở về. Các loại hồn đạo khí tham chắc ở bên cạnh lúc này đều đó, mặc dù là nghiêm mật đối với chúng ta mà nó lại là phiền toái, nhưng với tinh thần lực xuất chúng của hắn, hơn nữa lại chỉ có một người, muốn lén về cũng không khó lắm. Cho nên mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng cơ hồ có thể kết luận hắn khẳng định đã gặp phải phiền toái, chỉ là không biết phiền phức này lớn hay nhỏ. Tư Tâm Thạch lên tiếng, bên phía Nhật Thăng Thành còn có Tiểu Đào Tỷ, thân chí của Tiểu Đào Tỷ đã được Vũ Hạo giúp đỡ khôi phục lại, nàng đã có tu vi hồn đấu la, hơn nữa đã tiếp cận cực hạn chi hóa, có nàng chiếu cố coi như Vũ Hạo bị tà hồn sư bắt được thì cũng có cơ hội thoát thân. Đợi thêm 2 ngày đi, nếu như còn không có tin tức, chúng ta mời học viện ra mặt, vô luận như thế nào cũng phải tìm biện pháp lẻn vào trong đế quốc Nhật Nguyệt tìm hắn. Bồi bối yên lặng nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng, cũng chỉ đành như thế. Âm một tiếng, đúng lúc này đột nhiên một tiếng sấm rền vang lên, cho dù đang ở trong phòng họp cũng xa cho mọi người giật mình. Hoa Thế Đầu nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiếng sấm thật lớn, bầu trời bên ngoài như thế nào mà đen như vậy? Lúc này vẫn là buổi sáng, thế nhưng từ cửa sổ phòng họp nhìn ra, ở trên bầu trời bên ngoài đang dùng tốc độ kinh người trở thành màu đen, đến mức là trong phòng họp đều trở nên tối hẳn đi. Ra ngoài xem,
Bối bối một lần nữa đứng dậy, nhanh chóng hướng ra bên ngoài. Những người khác cũng nhào nhào đuổi theo. Mọi người vừa ra khỏi cửa, ánh mắt lập tức cũng không khỏi ngưng trọng. Bọn hắn trong phòng họp dự đoán không sai, sắc trời đúng là đang trở nên tối đi, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng, hoàn toàn không bình thường chút nào. Nếu như chỉ là trở trời, mây đen hẳn là phải kèm theo gió mạnh, chứ không phải là chậm rãi xuất hiện mà không có bất kỳ quy tắc nào. Thế nhưng mà vào giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy xa tận chân trời đều là một mảnh màu đen chỉnh tề, giống như là một đại quân đang áp sát về hướng thành xử lấy khắc vậy. Phảng phất ở trên bầu trời có một tấm màn sân khấu đang dần kéo lên, muốn đem toàn bộ thế giới nhuộm thành màu đen. Tình huống không đúng, thái đầu, ngươi nhanh đi mời Hiền lão sư Tam Thạch, ngươi lập tức tiến về học viện ở bên đó thám thính tình huống. Nam Nam, Tiêu Tiêu, hai người các ngươi lên đầu thành, có tin tức gì thì nhanh chóng truyền về. Dung hồn đạo khí phi hành vừa đi vừa về, nhanh, những người khác triệu tập người của đường môn chuẩn bị ứng biến. Bối bối lúc này rất là tỉnh táo, nhanh chóng phân công mọi người. Mọi người đường môn cũng lập tức hành động. Có điều từ Tâm Thạch bên này mới vừa đứng dậy, một âm thanh hùng hậu cũng đã vang lên khắp nơi. Tất cả đệ tử nội viện nghe lệnh tập trung ở tường thành nam. Âm thanh này đối với mọi người đường môn mà nói đã quá quen thuộc, chỉ là âm thanh của Huyền lão. Cùng với lúc đó, một đạo bích lục sắc pháo hoa đã phóng lên tận trên trời, hóa thành một bức họa đặc hữu của xử lý khắc, lục quang tản ra đặc biệt chói mắt. Nhìn thấy đạo pháo hoa này, mọi người vốn xuất thân từ học viện xử lý khắc lập tức là thay đổi. Tín hiệu này không chỉ đại biểu cho nguy hiểm, càng mang ý nghĩa có cường địch xâm lấn quy mô lớn. Làm sao có thể? Học viện xử lý khắc tọa lạc ở khu vực hạch tâm của Đấu La đại lục, cùng với Tam đại đế quốc liên hệ mật thiết, ở đâu ra số lượng lớn cường địch tiếp cận? Cho dù là bản thể tông cũng sẽ không có ở thời điểm tổn hại lại uy hiếp khổng lồ đến từ đế quốc Nhật Nguyệt, mà đột nhiên hướng về học viện xử lý các phát động công kích. Đừng nói học viện xử lý các xưa nay đối ngoại công chính, bản thân nó dù sao cũng là một học viện dung nạp nhân tài trong thiên hạ, đồng thời cũng xuất ra nhân tài, cũng không phải như tông môn chỉ bồi dưỡng ra lực lượng cho riêng mình. Từ khi bồi bối bắt đầu học cho đến nay cũng là lần thứ nhất thấy học viện xử lý các phát ra tín hiệu triệu tập khẩn cấp này. Đến cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Bồi bối mơ hồ là nghe thấy âm thanh của Huyền lão, mặc dù trầm ổn, thế nhưng bên trong ở trầm ổn đó lại ẩn chứa vẻ lo lắng, cho lẽ do thiên tượng đột biến mà mang tới. Bối bối làm sao bây giờ? Tư Tâm Thạch hướng về bối bối hỏi. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của bối bối. Bối bối trầm giọng nói, tất cả mọi người chạy tới tường thành nam. Nana, người lưu lại. Sau khi mấy người Hiền lão rồi đi ra, mời hắn dẫn đầu các huynh đệ hồn đạo đường, đem tất cả hồn đạo khí được chế tác và tích trước của đường môn, tất cả đều vận chuyển đến tường thành nam, động tác phải nhanh. Được, Nana vội vàng đáp ứng một tiếng. Bối bối thì vẫy vẫy tay một cái, lập tức mang theo mọi người đường môn đi về hướng tường thành nam. Chúng ta đến với thành xử lý các tường thành nam. Từ khi xây thành trì xử lý các đến nay, trong cả tòa thành thị nơi có tường thành cao nhất, phòng ngự nghiêm mật nhất vẫn luôn luôn là thành nam. Nguyên nhân rất là đơn giản, cái phương hướng này chính là đối mặt với tình đấu đài xâm lâm. Nhất là sau đợt tình đấu đài xâm lâm bạo động lúc trước, tường thành nam càng có thêm một bước gia cố. Tường thành cao tới 15 trượng, độ dày chừng là 20 trượng, độ rộng hơn 5 cây số, có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người tác chiến. Quân đội của thành xử lý khác lúc này nhiều hoặc ít đều cùng với học viện xử lý khác có quan hệ. Thành chủ, quan chủ thành của thành xử lý khác đều do hải thần các tự mình bổ nhiệm, cơ hồ đều là cường giả từ nội viện xử lý khác đi ra. Nếu nói đến một tòa thành thị có hồn đạo sư dày đặc lúc này ở trên toàn đại lục, thành xử lý khác không hề nghi ngờ có thể chiếm ngôi đầu. Minh đô hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt mặc dù cũng có thể gọi là hồn sư, thế nhưng nhân khẩu Minh đô cũng rất đông, theo tỷ lệ thật sự đúng là không có mật độ cao bằng thành xử lý khác. Hiện tại thành chủ đảm nhiệm của thành xử lý khác tên là Thì Hưng, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, nhìn qua hơn 40 tuổi, mắt chữ điền, mày sậm mắt to, thân thể cường tráng ngang nhiên đứng đó, thậm chí làm cho người ta có cảm giác mấy phần nguy nga sừng sững. Hắn năm nay 48 tuổi, có thể nói vẫn còn đang lúc tráng niên. Năm đó học tập ở học viện xử lý khắc, đã từng có danh xưng thời gian ma thuật sư. Về sau khi hắn thăng cấp lên phong hào đấu la, phong hào chính là thời gian đấu la Thì Hưng. 3 năm trước đây, thành chủ đảm nhiệm trước đó quang vinh lui về, trở về nội viện xử lý khắc dưỡng lão. Hội nghị hải thần cang toàn phiến thông qua hắn trở thành thành chủ thành của thành xử lý khắc, phụ trách phòng ngự của cả tòa thành thị. Một vị quan thủ thành lại là phong hào đấu la, chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có thành xử lý khắc mới có thể làm được. Lúc này thì thời gian đấu la Thì Hưng đang đứng ở trên đầu tường, sắc mặt hết sức là khó coi, nhìn chằm chằm về phương xa, chính xác mà nói chính là phương nam. Bầu trời đen kịt từ phương nam tràn đến, lúc này tốc độ hắc ám giống như chậm lại mấy phần, thế nhưng mà từ trên bầu trời truyền đến lực áp bách khiến cho người ta có cảm giác không thở nổi. Ở trên đầu thành,
Quân vệ thành đang khua chiêng gõ trống bố trí các loại hồn đạo khí phòng ngự. Đương thấy thành Sở Lê Khắc nhiều năm không có chiến tranh, nhưng quân vệ thành lúc này lại ngay ngắn rõ ràng. Áp lực đến từ không trung mặc dù là khiến mỗi người bọn hắn đều sắc mặt chóng bệch, thế nhưng bọn hắn vẫn cắn chặt răng, đều tự thực hiện nhiệm vụ của mỗi người. Quân đội của thành Sở Lê Khắc hết thảy có 10.000 người, trong đó 30% chính là hồn sư. Những hồn sư này ra đầu đều xuất thân từ đệ tử ngoại viện của học viện, bọn hắn không thể nào thi đậu nội viện, lập tức lựa chọn gia nhập quân vệ thành, tiến hành tồi luyện mấy năm. Quân vệ thành của thành Sở Lê Khắc cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở trong lịch sử. Số lần bọn hắn tham dự chiến đấu bất quá chỉ có hơn 10 lần, thế nhưng mỗi lần đều sáng tạo ra thành tựu chấn kinh đại lục. Ví dụ năm đó, thời điểm Nhật Nguyệt Đại Lục và Đấu La Đại Lục vừa mới va chạm, Nhật Nguyệt Đại Lục khởi xướng thánh chiến. Bởi vì Nhật Nguyệt Đại Lục chuyên dùng hồn đạo khí có phương thức chiến đấu quá đặc thù, đã từng khiến cho các quốc gia nguyên thuộc Đấu La Đại Lục mệt mỏi ứng phó, liên tục bại lui. Học viên Sở Lê Khắc lúc ấy lập tức phái ra một chi quân vệ thành của Sở Lê Khắc số lượng 3.000 người chạy tới tiền tuyến, cũng xưng là Sở Lê Khắc quân. Chỉ bằng 3.000 người này lợi dụng địa hình, cứ thế mà chặn được đại quân của Đế quốc Nhật Nguyệt trong thời gian 15 ngày, cho các quốc gia của Đấu La Đại Lục đầy đủ thời gian triệu tập quân đội, lúc này mới có khả năng thổi lên kèn lệnh phản công cuối cùng, đạt được thắng lợi của trận thánh chiến. Từ đó về sau, Sở Lê Khắc thất quái lúc này đã vang dội đại lục, có thể trở thành một thành viên của quân vệ thành, sẽ luôn được xem là lý lịch huy hoàng. Bởi vậy, các học viên ngoại viện Sở Lê Khắc coi như không thi đậu nội viện, cũng nhất định nghĩ đến biện pháp gia nhập quân vệ thành của Sở Lê Khắc, phục dịch 3 năm trở lên. Phần kinh lịch này sẽ trở thành dấu ấn làm dạng rõ tổ tông ở trong lý lịch của bọn họ. Hơn nữa, đối với tương lai phát triển của bọn hắn cũng sẽ có lợi rất lớn. Thành Sở Lê Khắc dù sao chỉ là một tòa thành thị, nuôi quân đội 10.000 người đã rất không dễ dàng. 30% hồn sư đều từ học viện cũng không hưởng thụ ra đãi ngộ gì quá đặc biệt, xem như cũng còn tốt. Thế nhưng 7.000 người còn lại còn cần bản thân thành Sở Lê Khắc xuất tiền túi. Ở trên đầu thành, tường khẩu đại pháo hướng về phương xa, các loại đinh trang hồn bạo đạn pháo đã được đem lên trên đầu tường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ kia, 3.000 tên hồn sư đã tập kết xong, tất cả đều lên đầu tường, ai vào chỗ ấy. Mỗi người đều chuẩn bị vị trí chiến đấu của bản thân. 7.000 binh sĩ còn lại, đúng hơn là gọi là phụ binh, cơ hồ dùng phương thức đối một ra, vì hồn sư chuẩn bị tốt hậu cần, còn có 4.000 binh sĩ đã chuẩn bị tuân tiếp viện. Thành Nam ở bên này là khu vực phòng ngự chủ yếu, trên tường thành ba phía còn là an bài nhân thủ sẽ phải ít hơn nhiều, nhưng số lượng hồn đạo khí phòng ngự lại không ít hơn bao nhiêu. Thời điểm tối hậu trọng yếu, chỉ cần nhóm hồn sư nhanh chóng thay đổi vị trí liền có thể tiến hành khống chế hồn đạo khí ở bên đó. Có điều ba phương hướng đó hiển nhiên không cần Thì Hương quan tâm. Phương diện ở bên phía học viện Sử Lê Khắc, từng đội học viên ngoại viện đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ba phía tường thành còn lại. Mặc dù bọn hắn đều chỉ có niên kỷ mười mấy tuổi, nhưng đã sớm chịu qua huấn luyện nghiêm ngặt, khống chế một kiện hồn đạo khí cũng không có vấn đề gì cả, nhất là sau khi có được môn chế tác bình sơ kín, ngay cả người thường cũng có thể khống chế hồn đạo khí cấp thấp, chưa nói chi là nhóm hồn sư ít nhất cũng có tu vị đại hồn sư trở lên. Đệ tử nội viện tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ thành đông chạy về phía tường thành nam. Thì Hưng hai tay đặt ở trên lỗ châu mai, dõi mắt trông về phía xa, khóe miệng lại toát ra một tia đắng chát. Thành Sư Lê Khắc đã bao nhiêu năm không nghênh đón qua chiến tranh rồi, chính hắn cũng không rõ ràng cho lắm, hắn duy nhất có thể nhớ được chính là ít nhất hai vị quan chủ thành trước hắn đều không nghênh đón bất luận chiến tranh gì. Hắn lúc này mới nhận chức 3 năm, giống như vừa trận trúng số, thật là trúng số rồi. Ở nơi xa, tung tích của địch nhân đã dần hiện ra, có thể khiến cho thiên tượng biến hóa, hơn nữa còn đem đại quân giống như là khua chiêng gõ trống áp sát tường thành Sư Lê Khắc. Toàn bộ đại lục có thể có mấy cái thế lực làm được, trừ phi là lực lượng của quốc gia mới có thể tạo thành quy mô như thế. Thế nhưng mà Tam Quốc Đấu La Đại Lục làm sao lại làm ra hành động gì đối với thành Sư Lê Khắc? Nhưng ngoại trừ lực lượng của quốc gia thì còn có thể lực nào nữa đây? Chỉ sợ cũng chỉ có một địa phương duy nhất, hơn nữa chính là một địa phương càng thêm đáng sợ so với bất kỳ một quốc gia nào trong Tam Quốc. Quân đội của địa phương này cũng không có trí tuệ quá cao, nhưng lại có bản năng chiến đấu cường đại. Bọn hắn trời sinh tính thị sát, đối với nhân loại tràn ngập kiêu hận, mỗi một cái cơ hồ đều là cường giả. Bọn hắn có số lượng gần như vô cùng vô tận, sau lưng của bọn hắn còn có cường giả đứng đầu đại lục áp trận. Đúng vậy, cô thế lực khủng bố này chính là láng giềng của học viện Sử Lê Khắc, đã từng cùng với Sử Lê Khắc có vô số liên quan. Cơ hồ tất cả học viên của học viện Sử Lê Khắc đều đã từng gặp chân qua địa phương này. Tinh đấu đại xâm lâm, thú triều đến rồi. Phương xa, một mảng các loại hồn thú đen nghịt kia đang chậm rãi tới gần thành Sử Lê Khắc. Tốc độ tiến lên của chúng cũng không nhanh, thế nhưng lại rất trật tự. Bọn chúng hiện lên chính thể, trình quạt hướng về phía trước, cơ hồ đồng bộ cùng mây đen ở trên trời. Trong đó mơ hồ là có gió nhẹ thổi qua, mùi tanh ở trên người từng con hồn thú truyền lên trên đầu thành Sử Lê Khắc.